Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Hiện tại thì đang có rất nhiều mẫu laptop ở trên thị trường. Những sản phẩm sẽ mang đến những cái công nghệ mới, sẽ là một làn gió mới dành cho những người đam mê công nghệ. Ở đây thì mình đã có một laptop, đó chính là Asus ROG Flow 13, tức là một mẫu laptop có kích thước là 13 inch. Và cụm từ Flow ở đây sẽ tượng trưng cho cái việc là laptop sẽ cực kỳ đa dụng. Các bạn có thể biến cái mẫu laptop thông thường thành tablet. Vậy thì những cái mẫu laptop như vậy nghe qua nghe bảo cũng giống như mẫu laptop khác có thể mang lại. Đồng ý một điều là nó mỏng nhẹ. Vậy thì cái điểm đặc biệt ở đâu? Đặc biệt sẽ xuất hiện ở ngay trong video ngày hôm nay. Hãy cùng mình tìm hiểu về mẫu laptop này. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái chất lượng hoàn thiện của cái mẫu laptop này. Như các bạn có thể thấy ở đây là chất lượng hoàn thiện cực kỳ tốt. Và cái mặt trước, mặt sau và các bạn thể nhìn thấy các khớp nối với nhau. Thậm chí nhá, khi mình lật ra ở đây, mình nhìn thấy các khớp nối với nhau cực kỳ khít và không hiện tượng thừa. Và nếu mà nhìn kỹ vào thì đây chính xác là một cái thiết bị nguyên khối. Nhìn kỹ vào ấy, trông nó cực kỳ liền mạch với nhau. Và chúng ta sẽ nhìn thấy những cái họa tiết ở đằng sau và đằng trước ở đây. Đây là những cái họa tiết mà theo như mình đánh giá thấy sẽ giúp cho sản phẩm có một cái nhìn nó độc đáo hơn khi so với những cái sản phẩm đã đi trước. Và cái họa tiết này sẽ giúp cho cái điểm nhấn của sản phẩm sẽ được cao hơn. Và cái chất lượng hoàn thiện sẽ nằm ở cái phần khu vực bản lề nữa. Bản lề ở đây thông thường các bạn để thấy được, đó chính là bản lề có thể lật được 360 độ, tức là lật ngược laptop ra thì bản lề sẽ hơi cứng và khi mở ra chúng ta sẽ phải mở bằng hai tay. Còn đối với Flow thì liệu điều đấy có phải sự thật hay không? Khi mà mình mở ở đây các bạn có thể nhìn thấy là mình có thể mở được bằng một tay cực kỳ dễ dàng và không bị nhấc cái mẫu laptop ấy lên. Và thậm chí nhá, cái chất lượng bản lề này tốt ở một điểm đây, khi mình hạ thấp xuống này đó, các bạn có thể thấy được cái độ dơ của bản lề là cực kỳ thấp và khi mình phải đẩy xuống thật thấp thì khi đấy mới và cái tiếng khi đập xuống là cực kỳ nhỏ. Đây là một chất lượng cực kỳ tốt. Ở đằng sau bản lề ở đây chúng ta sẽ có thêm hai phít cao su nữa để tránh gây cái hiện tượng gọi là xước bản lề sau một thời gian dài sử dụng. Và khi mà sử dụng các bạn mở ra, đây mình sẽ lấy ví dụ luôn, các bạn có thể gặp lại được đó, gặp lại cực kỳ dễ dàng. Dĩ nhiên muốn gặp lại thành một chiếc tablet các bạn sẽ phải sử dụng hai tay rồi. Và khi lật ra ở đây thì cái cảm biến ở bên trong khu vực máy sẽ lật ngược màn hình lại sao cho phù hợp nhất. Đây là cái cảm biến chuyển động và các bạn có thể lật ra các hướng để sử dụng sao cho phù hợp nhất và chỉ cần xoay một phát thôi, mất khoảng chừng 1 giây thì sẽ xoay theo đúng hướng các bạn có thể sử dụng được. Rồi, và sẽ quay trở lại với tư thế là một mẫu laptop thông thường. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với cái tiếp tục chúng ta sẽ tới với trải nghiệm, đó về khu vực bàn phím. Chất lượng thì thôi khỏi phải bàn, chất lượng của bàn phím là cực kỳ tốt và cái độ vững chắc của bàn phím cũng là rất cao. Nói chung là chúng ta có gõ mạnh cũng sẽ không gây ảnh hưởng tới trải nghiệm khi sử dụng. Còn về touchpad đây sẽ kích thước trung bình. Touchpad đây so với cái kích thước của laptop sẽ không phải là quá to bởi vì cái màn hình mình đang có ở đây là màn hình cảm ứng. Thế nên khi sử dụng các bạn hoàn toàn có thể sử dụng luôn cái màn hình này để có thể là thao tác sao cho mượt mà nhất. Còn về phần màn hình thì sao? Chúng ta sẽ đến cái phần thông số của màn hình. Ở đây màn hình sẽ là màn hình 13 inch, tức là đây là màn hình có tỷ lệ là 16 người. Chúng ta sẽ có một tỷ lệ dọc nhiều hơn, chúng ta sẽ xem được cái nhiều cái thông tin hơn trên cùng một diện tích, đó chính là 13 inch. Thì cái độ phân giải sẽ là 1920 x 1200. Các bạn sẽ nghĩ rằng tại sao mỗi laptop lại có một cái độ phân giải nó không được cao lắm như thế này. Đầu tiên mình nghĩ, mình nhìn cái độ sắc nét của màn hình, mình cũng nghĩ là uầy, màn này chẳng phải là 2K, 4K đây. Nhưng khi thực tế nhìn vào mình có thể nói rằng đây là màn hình Full HD Plus, nhưng khi mà cái chất lượng hiển thị lại cực kỳ tốt, màu sắc khi hiển thị là rất cao và cái độ sáng cũng lớn nữa. Và khi mình nhìn gần vào và mình nhìn thật gần và mình sử dụng một số những app không tối ưu thì mình phát hiện ra rằng đây là màn hình Full HD. Nhưng mình đánh giá là với 13 inch màn hình Full HD mà các bạn trải nghiệm sử dụng là cũng đã hoàn toàn tốt. Và chưa kể đến đây là màn hình 120Hz nữa. Và nếu như xét trên khía cạnh nhá, trải nghiệm sử dụng thực tế đi, chúng ta có màn hình 13 inch độ phân giải là Full HD đi, Full HD Plus đủ nét để có thể sử dụng và tần số quét cao và khi di trượt và sử dụng mượt. Đó, đây chính là những cái trải nghiệm sử dụng. Còn về mặt cấu hình thì sao? Cấu hình sản phẩm mình đang có ở đây sử dụng đó chính là CPU AMD Ryzen 9 5980HS 8x16 luồng, trường mẫu laptop quá mỏng như thế này, sử dụng sạc thông qua cổng USB Type-C. Cái đó gọi sẽ là RTX 3050. Đấy, nghe thì có vẻ như là chắc chắn là sẽ gây ra hiện tượng gọi là thiếu điện rồi. Nhưng về thực tế theo như mình đánh giá, đây không phải mẫu laptop để các bạn có thể mang đi render hàng ngày. Đây là mẫu laptop hội tụ những cái thiết bị, những cái cấu hình rất cao để có thể sử dụng những công việc yêu cầu những cái CPU nó mạnh mẽ như vậy. Trong những cái trường hợp nhất định cụ thể, ví dụ kiểu chơi game, chắc chắn CPU sẽ ăn rất ít điện và tập trung điện cho GPU. Còn nếu như khi làm việc thì khi đấy CPU sẽ được hưởng điện, còn GPU sẽ được ăn ít điện đi. Thì các bạn sẽ không thể nào mà mong muốn mẫu laptop gọi là siêu mỏng, siêu nhẹ, hoạt động bung hết hiệu năng của con Ryzen 9 được. Chắc chắn điều đó sẽ không thể xảy ra. Và khi nhìn sang bên phải đây, chúng ta đang có một cổng USB Type-C, một cổng USB Type-A
và kèm theo một nút nguồn nữa. Nút nguồn được đặt ở bên cạnh để giúp các bạn có thể biến mẫu laptop thành tablet và bật tắt được một cách dễ dàng hơn. Ở sang bên cạnh trái đây, chúng ta sẽ thấy thêm một khe cực kỳ thú vị. Một khe này được che đậy kỹ càng, có cái logo của ROG, và khi mà các bạn có thể cậy cái khe ra, các bạn sẽ thấy thêm một cổng USB Type-C nữa. Cùng với một khe kết nối, chúng ta sẽ có một cổng HDMI và một jack audio combo. Vậy thì cái khe này sẽ có tác dụng gì? Đây chính là điểm đặc biệt khi các bạn mua full combo của em Flow 13, X13. Vậy bây giờ mình sẽ cất em laptop này ra và chúng ta sẽ tập trung vào những cái thú vị đó. Đây chính là cái kết nối mà mình muốn nói tới ở đây. Khi các bạn nhìn vào đây, chúng ta sẽ có một cổng USB Type-C. Đây chắc chắn sẽ hỗ trợ công nghệ Thunderbolt để có thể truyền được tín hiệu vào laptop và vừa để dùng và vừa để sạc cho laptop luôn. Thì với jack kết nối này, các bạn sẽ chỉ cần cắm vào và gạt chốt khóa lên là cái mẫu laptop bạn đã được kết nối với cái eGPU bên ngoài. eGPU bên ngoài đây, các bạn nhìn qua thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể nào nâng cấp được. Đây sẽ được đóng gọi là kín mít luôn rồi để có thể mua về và sử dụng luôn. Thì trong bộ sản phẩm đây, các bạn sẽ đoán được ở trong em này là cái loại nào. Ở bên trong laptop đã RTX 3050 rồi, tức là chúng ta đã có thể chơi game tương đối thoải mái trên màn hình có độ phân giải Full HD rồi. Nhưng ở trong đây nó sẽ có một thứ còn thú vị hơn, đó chính là RTX 3080. Đúng rồi đấy, chúng ta đang có RTX 3080 ở ngay trong một cái thân hình vô cùng mỏng gọn nhẹ như này. Về hệ thống cấp nguồn thì sản phẩm này chúng ta sẽ có luôn một dây cấp nguồn bình thường, các bạn chỉ cần cắm vào sử dụng, sẽ không đi kèm theo adapter, nên các bạn sẽ không phải lo cái bàn làm việc của bạn quá chật chội. Và sẽ có rất nhiều những cái cổng kết nối khác, những cổng USB Type-A để các bạn có thể sử dụng, bởi vì đầu đây đầu truyền tín hiệu đầu Thunderbolt mà, và chúng ta sẽ có thêm một khe SD để có thể sử dụng nữa. Nói sơ qua một chút về cái hệ thống tản nhiệt ở bên trong đây đi, mình nhìn thực tế vào sẽ có một quạt, và đây là phiên bản dành cho laptop, thế nên cái hiệu năng chắc chắn sẽ không thể nào mà mạnh như phiên bản desktop được. Tức là các bạn có thể chơi game được một cách hoàn toàn ổn định và hiệu quả, và cái nhiệt độ mà tỏa ra sẽ rơi khoảng chừng hơn 80 độ C, không phải là một nhiệt độ cao. Xét trên khía cạnh, đây là một sản phẩm kín mít và tản nhiệt thông qua tản lọc sóc, và RTX sẽ là nhân GPU ở bên trong RTX 3080 ấy. Nhưng mà cái yếu tố được mình đánh giá ở đây đó chính là về tính sáng tạo của sản phẩm. Thứ nhất là chúng ta đều biết được là việc cắm eGPU bên ngoài sẽ mình phải nói như nào nhỉ? Sẽ không thể nào bung hết được full hiệu năng của RTX 3080 xét trên nhiều khía cạnh đi. Thứ nhất là về cái hiệu năng khi chơi game thì sẽ là tùy cái độ phân giải các bạn chơi. Nếu các bạn chơi độ phân giải quá cao thì chắc chắn RTX 3080 sẽ không thể nào mà gánh full hết được, bởi vì là do cái nhân GPU bên trong đã được điều chỉnh lại sao cho phù hợp nhất với lượng điện được cấp. Và một điều thứ hai nữa, mình đánh giá được sản phẩm này sẽ là một sản phẩm mang tính chất tiện lợi nhiều hơn là một cái sản phẩm dùng để chơi game. Vậy tại sao mình lại nói như vậy? Ví dụ bạn mang con Flow X13 này đi, chắc chắn sẽ mang đi làm và đi làm việc rồi. Thời lượng pin của em nó cũng ấn tượng đấy, các bạn có thể mang ra ngoài, các bạn mang lên công ty, các bạn để sẵn luôn cục sạc. Bởi vì chúng ta ngoài cái bộ eGPU này, chúng ta vẫn có thêm một cục sạc nữa. Đặt cục sạc đấy ở công ty, khi các bạn đi về, các bạn chỉ cần rút sạc ra và cầm laptop về, và về đến nhà, và nếu bạn muốn sử dụng và sạc luôn laptop vừa để vừa dùng vừa chơi game, các bạn hãy cắm em này vào, cắm em một cái eGPU này vào, sẽ đóng luôn vai trò là sạc luôn cho laptop của các bạn. Thì đây chính là tính tiện lợi của sản phẩm của Acer. Ngày xưa thì mình sử dụng một số mẫu laptop của Acer, thậm chí họ tặng hai sạc để các bạn có thể sử dụng được cơ. Thì đối với những sản phẩm Acer mình đánh giá cao ở một cái, đó là tính chất trải nghiệm của sản phẩm là tương đối tốt. Vậy thì khi các bạn sử dụng thì các bạn sẽ suy nghĩ rằng như nào? Khi mà chúng ta chuyển sang chế độ tablet mode này,
đặt tay, dĩ nhiên chúng ta sẽ phải đặt tay thẳng lên bàn phím rồi, thì có gây ảnh hưởng đến đằng trước hay không? Thì câu trả lời của mình là không. Khi mà chuyển sang chế độ tablet mode thì sẽ hiển thị ra một cái bảng thông số, và khi các bạn lật ra rồi, các bạn có gõ bằng rời thì đằng trước chúng ta vẫn không thể thao tác được, bắt buộc các bạn phải gật về như ban đầu thì cái bàn phím mới có thể hoạt động lại được. Thì đây là một cái tính năng như mình đã nói quan trọng, đó chính là sự tiện lợi. Vậy thì các bạn đánh giá sao về sản phẩm ZFlow X13 này? Cá nhân mình, nếu có tiền chắc chắn mình sẽ mua luôn, không cần phải suy nghĩ gì. Các bạn có mua giống mình hay không? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận của video nhé. Hẹn lại các bạn ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.